Trung Kiên Garden xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người 9 cái loại giống mà mình mới mang về. Thì ở đây có một loại duy nhất là Sakura, thì là hàng này là hàng nhập từ Thái nguyên bản này. Còn tất cả 8 cái loại còn lại thì là mình nhập từ bên Trung Quốc. Thì chút nữa mình sẽ giới thiệu từng loại, bởi vì hàng thì về đến vườn rồi nhưng mà có thể là phải sang tuần thì mình mới xuất cho mọi người được. Các bạn nhìn này, về thì bao giờ nó cũng bị sốc nhiệt, nên là mình muốn là gia cố lại cũng như là làm cho nó ổn định lại, sau đó thì mới xuất cho mọi người. Nên là cái video này mình sẽ giới thiệu trước 9 cái loại giấy này, sau đó thì bên mình sẽ nhận đơn và sang tuần khi mà cây hồi lại thì mình sẽ chuyển cho mọi người cho nó yên tâm. Bởi vì mình thì mình bán ship code là một, cái thứ hai nữa là mình bao sống và bao chuẩn giống, có thể bao ship luôn, nhưng mà thế cho nên là mình phải dưỡng lại để cho nó yên tâm nhất cho cây, làm sao để cây khỏe nhất. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người 9 cái loại hoa giấy mà đang có sẵn ở vườn của Trung Kiên Garden nhé. Ở đây có một loại duy nhất là nhập từ Thái này, loại này là giống Sakura, đổi màu phớt hồng. Cái này thì ở trên kênh của mình cũng có rất nhiều rồi, thì các bạn xem sẽ thấy cái mặt hoa cũng như là cái độ đẹp của cái hoa này nhé. Cái giống thứ hai là cái giống mà cũng đang hot nhất bây giờ, đấy là cái giống chùm kép hồng. Chùm kép hồng này thì là nó sẽ đổi từ màu trắng sang màu hồng. Ở đây có mặt bông này. Đầu tiên thì nó sẽ ra màu trắng ngọc này, sau đó thì các cái viền của nó sẽ chuyển hồng, và khi mà nó tàn thì nó sẽ chuyển hết thành hồng. Đây là loại chùm kép hồng. Giống thứ ba mình giới thiệu cho mọi người đấy là đổi màu Ấn Độ. Đổi màu Ấn Độ thì nó sẽ đổi màu từ màu trắng chuyển dần sang màu cam. Nó có rất nhiều màu và sau đó nó chuyển thành màu đỏ Bordeaux, đỏ đun đấy. Loại giống Ấn Độ này mình cũng giới thiệu với mọi người rất là nhiều trên kênh. Cái giống thứ tư là giống Hồng Gân. Hồng Gân thì đặc điểm của loại này nó là đổi từ màu trắng ngọc, trắng xanh. Sau đó thì cái gân của hoa ấy, nó bắt đầu nó chuyển từ màu hồng và nó lan dần. Loại này cũng rất là đẹp. Còn loại thứ năm mình giới thiệu cho mọi người đấy là cái màu cá hồi nhé. Màu này cũng rất là đẹp. Nó nhìn nó giống như cái màu hồng hường ấy. Màu hơi hường. Màu này mà khi mà nở hoa và nó rực lên ấy thì nhìn rất là sinh động. Cái này thì ở trên video gần đây thì mình đã có rồi. Còn cái thứ sáu là màu vàng thư. Màu vàng thư này anh đẹp. Về cẩm thạch thì mình đang có 3 loại giống. Giống thứ nhất là cẩm thạch màu hồng này, màu hồng đậm này. Cái giống này thì nã cẩm thạch thì các bạn cũng để ý là nó rất là hay rồi. Và cái giống thứ hai là cẩm thạch màu cá hồi này. Cẩm thạch màu cá hồi và hồng đậm thì nã nó có màu sắc khác nhau. Mình có 3 loại cẩm thạch khác nhau nhé. Cái cẩm thạch này mình sẽ để là số 7 này. Cẩm thạch cá hồi sẽ là số 8. Và số 9 là cẩm thạch hai màu. Loại cẩm thạch hai màu này thì nó có một cái đặc trưng rất là hay. Thứ nhất là nó là giống mà năm nay mới bắt đầu có. Cái thứ hai là nó sẽ chuyển từ trắng sang hồng, nó là có hai màu trắng hồng. Và hồng của nó là hồng sáng. Hồng này là hồng đậm này. Đấy, ở đây là mình có 9 loại giống và sẽ bán cho mọi người theo combo. Tại sao mà mình lại không giao luôn cho mọi người thì các bạn nhìn ở đây các bạn sẽ thấy này. Những cái cây này thì về về đến Việt Nam mình đã phải cắt đi một lượt hoa với cả một lượt lá rồi, bởi vì đi nó sốc nhiệt cũng như là bị rụng.
rụng lá, rụng héo ngọn thì đấy là cũng là tình trạng bình thường thôi. Giống như mình ship cho các bạn vào trong Nam như là Cà Mau, Bến Tre hay là các cái tỉnh mà xa xôi ấy, thì những cái đọt non này này nó sẽ hay bị héo này, thì mình sẽ phải làm một cái bước tiếp theo đấy là mình phải cắm cho nó ba cái cọc này và gia cố lại cho chắc chắn nhất này. Khi mà gia cố như này thì mình đóng đi căng lơi hoặc là ship xa thì cây nó sẽ ổn định và cái rễ nó không bị động. Trước đây thì có thể là sẽ bị động rễ và dẫn đến tình trạng là bị héo cây, nhưng mà làm như này thì mình nghĩ là nó sẽ yên tâm nhất cho mọi người đấy, nên là mất thêm công cắm cọc về và gia cố lại. Khi mà gia cố xong xuôi thì cây nó khỏe lại thì bắt đầu mình sẽ ship cho mọi người. Chắc là khoảng một tuần tới là những cái cây này sẽ ship được cho mọi người. Thì trước tiên là mình giới thiệu về các cái mẫu mà ở trên vườn mình đang có hiện thời, và khi mà ổn định trong khoảng một tuần sau mình nhận đơn, sau đó thì mình sẽ chuyển đơn cho mọi người. Và mọi người mà cần đặt giống gì thì có thể liên hệ với cái số điện thoại của nhà vườn mình, số điện thoại là 0354255055. Thì các bạn ấy sẽ nốt đơn này trước, sau đó thì khi cây ổn định ok ấy, thì các bạn ấy sẽ trực tiếp liên hệ với cả mọi người, và trong cái thời gian đấy mọi người có thể thay đổi được các cái đơn đặt hàng của mình, cũng như là có thể tính toán là mua những cây nào hoặc là thay đổi cái đơn đấy. Sau đó thì mình sẽ cho mọi người đóng đơn và gửi cho khách hàng nhé. Tất cả những cái này sau này mình sẽ gia cố hết. Còn cái thứ hai là các bạn nhìn đấy, tất cả những hàng này mình đều là hàng nhập khẩu. Thì các bạn mà có nhu cầu về các cái loại giống này thì có thể liên hệ với cả số điện thoại vườn mình nhé. Mình nhắc lại số điện thoại là 0354255055. Đấy là số điện thoại của vườn. Và cũng xin nhắc lại với mọi người là vườn mình thì chỉ dùng hai số điện thoại. Số điện thoại của kênh bán lẻ là 0354255055, và số điện thoại của kênh bán sỉ là số điện thoại trực tiếp của mình là số 0977999046. Hai cái số này là hai số giao dịch trực tiếp của vườn, nên là các bạn những cái số khác mà liên hệ mà bảo là bên Trung Kiên Garden ấy, thì các bạn bỏ qua giúp mình nhé. Bởi vì thì mình bán hàng, ngoài việc bán hàng ra mình còn phải có trách nhiệm với cả cái cây của mình nữa, nên là những cái đơn đặt hàng mà không phải của nhà mình thì mình sẽ hoàn toàn để không có trách nhiệm với cái đơn đặt hàng đấy nhé. Thì rất mong là mọi người để ý hộ mình cái đấy, và mình cảm ơn khi mà các bạn đã ủng hộ cũng như là tin tưởng, đặt niềm tin với nhà vườn Trung Kiên, và mình sẽ làm thế nào mà thay đổi được cái dịch vụ tốt nhất cho mọi người, cũng như là làm sao để cung cấp được những cái giống tốt nhất và mới nhất đến cho những người chơi và yêu hoa giấy nhé. Cảm ơn mọi người.